Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì chúng ta đã đi sang xong ở cái chương 1 và chương 2, đó chính là về phần hóa học, đúng không? Về phần hóa học. Và thầy giải là cực kỳ chi tiết ở tất cả các bài rồi, từ bài số 1 tới bài số 7. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở chương 3. Chúng ta sẽ bước vào phần vật lý, đó chính là tốc độ. Chúng ta sẽ đi sang bài số 8, tốc độ chuyển động. Thì trước khi mà đi sang bài này, thầy muốn giảng em một xíu này. Nói chung là về công thức thôi, tại vì phần lý nó không phức tạp giống như phần hóa em. Phần hóa liên quan nhiều lắm, nhưng phần lý chúng ta nắm về công thức này. Quãng đường đó, là cái gì bằng chữ Fs sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Có được chưa nào? Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Như vậy từ công thức này người ta suy ra hai công thức liên quan nữa. Ví dụ thầy muốn tính vận tốc thì thầy sẽ lấy quãng đường chia thời gian. Hoặc là từ công thức gốc này thầy suy ra tính thời gian, để tính thời gian thầy lấy quãng đường chia cho vận tốc. Để thôi. Chúng ta nhớ này, bao nhiêu đây là chúng ta có khả năng là đã đủ làm rồi. Gần như là như vậy. Còn về đơn vị, ví dụ như từ km trên giờ đổi ra mét trên giây, hoặc là ngược lại, thì ở trong sách giáo khoa nó đã có rất là rõ, và trong cái quyển sách này nó cũng đã có sẵn rồi. Thì tí nữa làm chúng ta sẽ biết nha. Cơ bản á, là chúng ta phải tự làm trước. Tự làm trước rồi mình xem bài giảng xong. Cơ cả ở phần sách giáo khoa cũng vậy, mà sách bài tập cũng vậy. Chúng ta phải tự mình đọc trước, rồi mình làm bài tập trước, rồi mình tới lượt là xem clip của thầy. Cơ cả trong sách giáo khoa cũng vậy, mà trong sách bài tập cũng vậy. Chúng ta phải tiến hành song song với nhau để chúng ta củng cố kiến thức để cho nó vững, được chưa? Nói về phần vật lý thì thầy đánh giá là nó không khó lắm, nó không khó như giống như môn hóa nghe. Tại vì bản thân cái kiến thức vật lý thì nó lại rơi, nó kiến thức của nó là gọi kiến thức rơi, chứ không phải kiến thức nó một mặt cực kỳ logic giống như môn hóa hoặc là môn toán, mà cái anh vật lý thì anh rơi nha. Đó, nó thực sự là như vậy. Rồi thầy dạy được cả ba môn em, toán lý hóa, còn vợ thầy thì dạy môn sinh nhớ nha. Ta sẽ đi sang câu 8.1. ghép một nội dung ở cục A và một nội dung phù hợp ở cục B, nghĩa là A B. Như vậy A đây là cái 4 câu đúng không, 1 2 3 4, thì đây chúng ta sẽ ghép nó là cái gì thì thầy ghi sẵn ở đây. Bây giờ thầy sẽ đọc rồi chúng ta sẽ chọn. Ở đây là một là tốc độ chuyển động cho biết tốc độ chuyển động được xác định bằng đơn vị tốc độ phụ thuộc vào đơn vị của tốc độ là, thì bên đây là gì? A tương ứng là đơn vị độ dài và đơn vị thời gian, mét trên giây và km trên giờ, sự nhanh chậm chuyển động quãng đường đi được của một đơn vị thời gian. Thì sau khi mà đọc ấy, thì chúng ta sẽ thấy được này, câu số 3 này dễ nhất này, đơn vị tốc độ phụ thuộc vào. Đây nói câu số 4 này, câu số 4 này dễ nhất này, đơn vị của tốc độ là, đơn vị của tốc độ đó chính là đây, đó chính là mét trên giây hoặc là km trên giờ. Thì chứng tỏ 4 là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay đó chính là B này, đúng không? Còn ở câu số 1, tốc độ chuyển động cho biết đó chính là gì? Sự nhanh chậm này. Như vậy đây chính là một gì? Một C này. Như vậy thì một C. Bây giờ còn lại 2 với 3, tốc độ chuyển động được xác định bằng, bằng cái gì các em? Bạn nào biết tốc độ chuyển động được xác định được tốc độ chuyển động được xác định bằng, hồi nãy thầy đã ấy nói đó chính là quãng đường. Tốc độ nghĩa là V này sẽ bằng là S chia T, nghĩa là bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Quãng đường và thời gian này chúng ta lấy quãng đường chia thời gian. Như vậy thì 2 này là sẽ là D, thì chứng tỏ 3 này còn lại là với A, đơn vị tốc độ phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Quá dễ chứ nó đâu mà khó. Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Câu 8.2. Gì đây nghe? Câu 8.2 nha, thầy giảng chỗ đây. Sắp xếp lại các gì? Sắp xếp lại các số liệu trong cột B cho phù hợp với cột A và điền các giá trị thích hợp của cột C của bạn xong. Người đi bộ, người đi xe đạp, ô tô, tàu hỏa, máy bay phản lực. Đó nè. Như vậy bây giờ này, bây giờ người đi bộ ở đây là mét trên giây đúng không? Ở đây là nhớ là đơn vị mét trên giây này. Người đi bộ 15 đến 20, 3 đến 4, 5. Như vậy trong đây chúng ta thấy là cái người đi bộ này là đi chậm nhất này. Rồi tới anh xe đạp, tới ô tô, tàu hỏa, tới máy bay phản lực đúng không? Thì trong này cái số nào chậm nhất?
Đây thầy sắp xếp lại nha. Thầy sắp xếp phía bên đây nha. Đây 1,5 này là chậm nhất thì chúng ta chỉ đưa nó là về đi bộ này. Chứ nữa, đầu tướng là đi xe đạp. Xe đạp là 3 đến 4 này. 3 đến 4 mét trên giây á. Ô tô đây 10 đến 20 đúng không? Hay là tàu hỏa? Cái thằng nào nhanh hơn? Tàu hỏa hay ô tô? Em hả? Ô tô này nó gần như nó sẽ chạy nhanh hơn tàu hỏa đúng không? Thì chứng tỏ ô tô này nó sẽ là 15 đến 20 nè. 15 đến 20. Còn tàu hỏa này đã chính là 10 đến 20 này, là nó phù hợp đúng không? Còn cuối cùng máy bay phản lực là thằng này này, đã chính là 200 đến 300. Đúng chưa? Rồi bây giờ nè, sau khi chúng ta sắp xếp xong, ta kỹ cái bảng này lại nha. Chúng ta đừng ghi cái này, mà chúng ta ghi cái này nè. Sau đó tốc độ nè. Bây giờ chúng ta biết rằng là 1 mét trên giây, 1 mét trên giây sẽ bằng là bao nhiêu km trên giờ. Đó chính là bằng bao nhiêu? Là bằng 3,6 km trên giờ. Cả đó 3,6. Như vậy chúng ta phải hiểu cái việc hỗn đổi này nè. Chúng ta bạn nào không biết thì ghi vô. Ví dụ bây giờ đang người đi bộ thì ở đây chúng ta lấy 1,5 nhân ở đây cho 3,6. Cái đó sẽ bằng, cứ tương tự như vậy chúng ta tính ra. Như vậy ở đây chúng ta tính bằng máy tính là bằng 1,5 nhân ở đây cho 3,6 sẽ bằng là 5,4. Nghĩa là 1,5 mét trên giây thì tương ứng ở đây sẽ bằng 5,4 km trên giờ đấy. Cái miếu nè, như vậy chỗ đây ta điền ở đây là 5,4. Đó. Còn nhiều giờ 3 đến 4 nha. Bây giờ 3 đến 4 thì đây thì tương ứng chúng ta lấy 3 đây nhân cho 3,6, 4 ở đây nhân cho 3,6 thì tương ứng ở đây sẽ bao nhiêu đến bao nhiêu. Như vậy các em lấy 3 nhân 3,6 là thằng này là 10,8 đến các em lấy 4 nhân 3,6 là 14,4. Cô nè, như vậy ở đây chúng ta sẽ có là 10,8 đến 14,4. Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu cách tính rồi. Hay là ví dụ 15 đến 20, 15 đến 20 thì chỗ đây chúng ta sẽ nhân cho 3,6, ở đây chúng ta sẽ nhân cho 3,6. Cứ như vậy chúng ta làm. Ok, thì 15 nhân 3,6 thì thằng này sẽ là 54 đến 72. Chúng ta tính nha. Còn 10 nhân 3,6 thì thằng đây sẽ là 36 đến 20 là 72 đúng không? Còn 200 nghĩa là đây chúng ta nhân 3,6 bằng 720 đến đây là 1080 km trên giờ. Cách làm là quan trọng, là chúng ta hiểu cách làm tại sao là từ những số liệu này mà nó qua bên đây này. Đó chính là chúng ta việc chuyển đổi là 1 mét trên giây là bằng 3,6 mét km trên giờ. Chúng ta việc lấy những số đó nên nhân cho 3,6 thì thay là đó. Hiểu chưa? Đấy cái bảng đó. Ok, ta sẽ đi sang ở trong bài số 8 này là có 10 bài em nha. Có 10 bài. Thì rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Câu 8.3 nha. Thì bây giờ này, chúng ta cũng sẽ làm. Chúng ta quy đổi ở đây đi, có máy tính ở đây. Ta sẽ làm ở chỗ đây luôn nha. Em. Bây giờ đây là nhớ những thầy các cái bước quy đổi này. 1 mét trên giây á sẽ bằng là 3,6 km trên giờ. Đúng nè. Còn mà 1 km trên giờ á, 1 km trên giờ mà đổi ra mét trên giây thì sẽ bằng là 5/18 mét trên giây. Đổi lộn ngược á. Tiếp tục nè. 1 mét trên giây sẽ bằng là 100 cm trên giây. Đúng nè. Còn đổi ngược lại, 1 cm trên giây thì sẽ bằng 0,01 mét trên giây. Chúng ta nhớ này, các cái đổi này chúng ta có thể ghi vào ở trong
trong vở để mà liên quan tới đâu thì chúng ta sẽ làm tới đó. Bây giờ này 10 mét trên giây, 10 mét trên giây, bây giờ đổi ra km trên giờ, đây mét trên giây đổi mét trên giờ thì chúng ta sẽ lấy 10 nhân cho 3,6, 10 nhân 3,6 thì thằng này quá dễ là bằng 36 nè, đúng không? Bây giờ tiếp tục km trên giờ, ở đây là mét trên giây, đây mét trên giây đâu rồi, km trên giờ bằng bao nhiêu để đổi ra đây là mét trên giây, đúng không? Như vậy thì ở đây cái chỗ này bằng bao nhiêu mà chỗ này là bằng 15, các em, thì chúng ta còn phải làm bằng cách nào? Như vậy ở đây có phải người ta quay lộn ngược lại thôi, người ta đang lừa nè. Có phải bây giờ thay vì người ta viết như này hơi khó nhìn thì chúng ta viết lại như thế này, chúng ta viết lại km trên giờ ở đây này. Như vậy 15 mét trên giây sẽ bằng bao nhiêu km trên giờ, thì chứng tỏ chúng ta sẽ lấy 15 km trên giờ, thì nói mét trên giây này chúng ta sẽ nhân bao nhiêu, 15 này chúng ta sẽ nhân cho 3,6. Đừng để người ta đánh lừa mình nha, đánh lừa cái thị giác này bằng 54, chứng tỏ chỗ đây 54 này, hay chỗ đây là người ta điền thầy là chỗ đây là 54 này. Rồi tiếp tục, bây giờ ở đây 45 km trên giờ ra mét trên giây thì chúng ta sẽ nhân cho 5 phần 18. Như vậy ở đây chúng ta lấy 45 nhân ở đây cho 5 phần 18, 5 phần 18, các em hiểu không? Bằng đây nó sẽ bằng là 12,5 mét trên giây. Chỗ này chúng ta sẽ điền là 12,5 này. Đó, 12,5. Bằng cách ở đây là lấy 45 nhân ở đây cho 5 phần 18 là bằng 12,5 mét trên giây nha. Rồi, tiếp tục. 120 cm trên giây. Đâu rồi, cm trên giây đâu? Đây. Sẽ bằng bao nhiêu mét trên giờ? Đó. Như vậy người ta sẽ nhân cho 0,01. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy là 120 nhân lên cho 0,01 thì bấm thì anh em thấy bằng 1,2. Như vậy ở đây là bằng 1,2. Từ mét trên giây lại tiếp tục lại đổi ra, từ nè, tào lao. Ô như vậy ở trên đây mà, ở đây 1,2 thì xin lỗi, mắt nhắm mắt mở lại ghi dưới đây rồi, bỏ đây nha, có phải không? Từ cm ở đây đổi ra mét trên giây là nhân cho 0,01 này. Rồi từ mét trên giây ra km giờ thì em sẽ lấy thằng này nhân cho 3,6 bằng 4,32. Nghĩa là đây lấy 1,2 nhân cho 3,6 là bằng 4,32 này. Tiếp tục, 120 km trên giờ từ chỗ đây nhảy xuống đây là mét trên giây. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 120 nhân ở đây cho 5 phần 18, đây bằng 33,33. Từ mét trên giây đây mà đổi xuống cm trên giờ thì ta nhân cho 100, 37, như vậy nó bằng nhân 100 thì móc dấu phẩy đi sẽ bằng 3,33. Đó, vậy thôi. Ghi này, cái này vào vở này, ghi vào vở. Chỉ có ghi vào vở thì chúng ta mới thuộc, rồi chúng ta mới làm được. Em hiểu không? Chứ còn em không ghi vào vở thì rất là khó. Thầy nghĩ vậy. Được chưa? Rồi đây. Em cho em thấy số liệu. Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở những bài tiếp theo nha. Chúc em học tốt, bye bye, ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.